5 giờ sáng gọi, 2 giờ đêm gọi, trưa gọi, chiều gọi, giờ làm gọi, giờ ngủ gọi. Thì các bạn ức chế không? Nhắn tin cho nó bảo có bạn ấy có việc gì thì nhắn tin đi, không trả lời, cứ gọi không rồi. Ok nhá. Thôi cái thằng này bây giờ chặn. Bây giờ mình sẽ chặn nó lại nhá. Không phải Lê Tuấn ấy ức. Bạn cứ thể dùng điện thoại như tôi xem. Ai đây? Alo. Xin lỗi ai nhỉ? Ai đây à? Huấn à? Xin lỗi ai đây à? Anh luôn. Em ơi, em... Dạ. Em cho anh hỏi thì em... kiểu em đợt trước em khóa Facebook của anh rồi sao ấy? Anh truy cập không được, em bảo anh với. Em biết anh là thằng nào mà tự nhiên lại khóa Facebook của anh? Sao anh là tự nhiên anh nói này? Không phải, cái đợt có một lần anh xem trên mạng có cái thằng nào nó chửi em ấy, xong anh chia sẻ chắc... Xong là về anh thấy Facebook của anh bị khóa, chắc anh nghĩ em khóa Facebook của anh. Anh chia sẻ số của em mà anh bị mấy tháng nay rồi, từ tháng 3 rồi. Em chỉ nói với anh nghe này, anh nói như thế hơi vô lý, anh nói như thế không bao giờ có chuyện đấy rồi. Con người em thì không bao giờ biết khóa Facebook của ai chia sẻ cả. Trừ trường hợp là anh không phải, cái lần có cái thằng cũ con nào nó chửi em xong rồi. À có chửi em nhưng mà chắc có lấy Facebook của anh nó chửi em đúng không? Không phải là Facebook nó chứ nó. Anh chia sẻ thì làm sao mà em biết được là anh chia sẻ mà em lại khóa nick anh là sao anh? Bây giờ anh không nói. Bây giờ em anh nói thật thì em sẽ mở cho anh, đó là góc độ tình cảm. Còn anh mà... Thế thì chắc chắn là không phải liên quan đến em rồi anh nhá. Hôm anh xem là như này, hôm anh xem là cái thằng cu con Hưng Yên này nó cứ chửi nó bảo quấn hoa hồng cái gì xong là lúc đấy là anh Lý do gì mà. Dạ ok anh tí nữa em gọi lại cho anh, có gì em hỗ trợ anh nhá, nếu không phải anh thì chửi thôi. Cái số của anh là Facebook của anh là Trần Luân mà em, anh sống Phú Yên quê anh. Ok ok anh nhá, tí nữa em đang live stream thì em kiểm tra lại nhá anh nhá. Em cứ gõ cái số này là nó ra Facebook của anh mà. Rồi ok anh nhá, ok anh. Bây giờ anh không truy cập được em ạ. Rồi ok, tí em đang live stream xong em kiểm tra, nếu mà giúp được anh em giúp, nếu anh không phải anh chửi thì chắc chắn không bao giờ em có tự yên em động vào link của anh. Anh nhá. Thì hộ anh gái nhá. Dạ ok anh về. Anh em nhận không? Nói chung là mình chỉ nói mọi người nghe. Không mà ok, nói mọi người nghe. Nói người ta nói nên chắc chắn là người ta một là phải chửi mình, hai phải động đến mình mới xóa lịch người ta. Còn cái thằng lại tôi chửi tôi rất là nóng tính. Các bạn phải nên nhớ này. 1.200 anh em phải nên nhớ như này này. Nếu tự nhiên tôi không phải chửi nó, 5 giờ sáng nó gọi, 3 giờ đêm nó gọi mấy cuộc, 8 giờ sáng nó gọi mấy cuộc, 10 giờ sáng nó gọi mấy cuộc, trưa nó gọi, chiều nó gọi. Thằng Long Trần thì cút đi. Thôi từ giờ mày không chửi bậy nữa nhá. Mỗi lần uống rượu về là hay phê, hay chửi bậy. Anh em chia sẻ đây, anh em. Chia sẻ comment số điện thoại đi, mình xem phong thủy cho. Chia sẻ comment số điện thoại đây anh em chia sẻ đây. Chia sẻ công khai comment số điện thoại. Áo đẹp thế ok, anh có cái áo đẹp anh mới mua, anh ra mới ra chợ. Đây cái thằng Minh Hùng nữa, cút lốt. Cút. Ok anh em nha, không chỉ bậy nữa. Tôi không chỉ bậy nữa, anh em chia sẻ cho tôi một cái. Chia sẻ cho Huấn một cái nhá. Ok anh Huấn ơi, em dùng số điện thoại này có hợp không? Thanh Tuấn ơi, chia sẻ chưa? Ok nhá, chào bố luôn bọn. Ok Nhật Phạm, bố cho con. Mày gọi anh bằng bố thôi, anh chào mày bằng con nên chắc mày muốn làm con rể. Ấm cúng quá không phải đâu à, trên này lạnh lắm anh em nhá. Tôi chỉ nói anh em một câu như này thôi. Tôi nói sai một câu thì không dám nhìn mặt tất cả bằng này 1.100 người. Anh em chỉ cứ nói như là chiều live stream lúc 6 giờ kém. Tôi có nói với anh em là năm tôi có móc cái ví ra đúng không? Tôi lấy một tập vé số, tôi nói có nói mà nói mọi người là mọi người phải cẩn thận. Tôi khuyên cho mọi người tham khảo. Còn anh em chia sẻ đi. Chia sẻ lên đúng 1.500 tôi chứng minh cho anh em xem nhá. Chứng minh cho anh em bằng xem bằng hành động, việc làm, lời nói. Tất cả sẽ còn giờ giấc nhá. Chứ không phải là mấy cái thằng mà chụp ảnh xong là up lên đâu. Những cái thằng mà chụp ảnh mà up lên mà cho số chúng ấy, nó dùng phần mềm chỉnh sửa đấy anh em ạ. Nó dùng phần mềm chỉnh sửa, anh em đừng có tin. Mà tôi nói luôn với anh em này, anh em chia sẻ đây. Trần Quang Đạt, số điện thoại của Đạt là 311. Tài nhất nhất. Số điện thoại của Quang Đạt dùng được. Bạn rất là có tài. Lúc nào bạn cũng muốn về nhất. Ok em. Em chia sẻ các trang rồi.
Anh xem cho em cái Thanh Tuấn cho mình nhiều số đấy. Số điện thoại của Thanh Tuấn là chi cháu. Đủ 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 đọc. Cái hạt xíu điện thoại mày không cần đọc thế thôi, mày khỏi phải xin anh nhá. Anh em nhớ phải chia sẻ công khai cái livestream mày lên. Hôm nay tôi cho mọi người xem biết thế nào là ông thần lộc. Tôi cho mọi người mở rộng cái tầm mắt của mọi người ra. Tôi cho mọi người được một lần xem độ đẳng cấp của tôi như thế nào. Tôi nói được, tôi làm được như nào. Tôi chứng minh cho anh em bằng thấy 100%. Đó là việc làm tôi làm nổi. Đấy, anh em chia sẻ đấy. 1.200 anh em rồi.